Từ vi ông đồ xin kính chào quý vị. À, thưa quý vị, từ vi đầu số có tất cả 518.400 lá số khác nhau. À, bao gồm trong đó là 14 chính tinh cùng với khoảng 120 sao phụ. 20, 120 sao phụ tinh thì bao gồm các loại như là phúc tinh, lục tinh hay là sát tinh, bại tinh. Tất cả các sao chính tinh và phụ tinh sẽ theo các nguyên tắc nhất định được an vào 12 cung trong lá số. Trên lá số của mỗi người thì chúng ta có thể nhìn chúng được chia thành 12 ô, thường được gọi là 12 cung. Tuy nhiên 12 cung lại được sắp xếp theo một cấu trúc mà thuật ngữ tử vi gọi là bàn. Đó là thiên bàn, địa bàn và nhân bàn. Thiên bàn là chính là sơ đồ sao tử vi được sắp xếp căn cứ vào ngũ hành nạp âm của cung mệnh đây cũng là loại lá số chủ yếu trong mệnh lý tử vi đầu số cho biết các thông tin về tính cách dung mạo sự nghiệp tài vận hôn nhân phú quý họa phúc yểu thọ trong một đời người đồng thời thể hiện các thông tin về lục thân như là cha mẹ anh em vợ chồng con cái địa bàn tức là sơ đồ bố cục sao căn cứ vào ngũ hành nạp âm của cung thân nó cho biết các thông tin mang tính tiên thiên đồng thời phản ánh à, được về căn khí tính tình ẩn ngầm của con người nhân bản đây là sơ đồ động thái về sự biến hóa của các vận hạn như là đại hạn tiểu hạn lưu niên lưu nguyệt Lưu nhật, lưu thời Nhân bàn thì phản ánh về sự thăng trầm trong các giai đoạn của đời người Vâng, thì bây giờ xin được chia sẻ với quý vị về nội dung của các cung trong lá số tử vi Trên lá số tử vi thực chất có 13 cung bao gồm cung mệnh, thân, huynh, đệ, phu thê, tật ách, thiên, uh, thiên di, nô bọc tài bạch, điền trạch, phụ mẫu, quan lộc, phúc đức, tử tức. Nhưng vì cung thân không có vị trí cụ thể nên phải xếp chồng lên cung khác nên tổng cộng có 12 cung riêng lẻ. cung mệnh, đây được coi là cung vị giữ vị trí đầu não có vai trò quan trọng nhất trong 12 cung của lá số. Cung này có mối quan hệ mật thiết với các cung còn lại tương đương với phần đầu não của con người là nơi diễn ra các hoạt động tư duy, kế hoạch hay là ra lệnh. Các công còn lại, ví như là tứ chi xương cốt con người, tuy có sự phân công nhiệm vụ, nhưng mỗi bộ phận có một chức năng khác biệt. Tất cả đều trị sự chỉ huy và chi phối của cung mệnh. Khi luận giải mệnh số, lấy cung mệnh là chính, cung tam phương tứ chính là phụ cung thân thì đây có thể coi là cung vị cung cấp những thông tin về vận thế hậu thiên của con người cung mệnh chỉ bản tính tiên thiên còn cung thân thì chỉ các hành vi hậu thiên tiên thiên là thể là cơ sở hậu thiên là dụng là phát triển nên cần phải kết hợp hai nguồn thông tin này trong phán đoán cung thân um, cung thân thì không thể trở thành một cung uh, độc lập mà cần phải xếp cùng với một trong số các cung là mệnh tài bạch quan lộc thiên di phúc đức và phu thê nếu được xếp uh, cùng uh, cung tốt đá cát càng thêm cát lợi nếu xếp cùng uh, cung hung thì hung càng thêm hung hại cung uh, huynh đệ cung vị dùng để phán đoán về duyên phận, mức độ gắn bó giữa bản thân và anh chị em và bản thân có nhận được sự giúp đỡ của anh chị em hay không. Căn cứ vào các sao trong cung này và tại các cung tam phương tứ chính có thể phán đoán về mức độ thành tựu của anh chị em. Cung huynh đệ chủ yếu dùng để suy luận về các mối quan hệ trong nội bộ gia đình. Còn cung nô bộc à, dùng để suy luận về các mối quan hệ xã hội. Bởi vậy kết hợp hai cung này có thể phán đoán được về năng lực nội ngoại gia của một người. Khi quan sát cung huynh đệ cần phải kết hợp với cung tật ách và cung điền trạch. Anh chị em là do cùng một cha mẹ sinh ra nên huyết thống tương đồng. Nếu bản thân khỏe mạnh cũng có thể suy ra được thể chất của anh chị em trong nhà nhà cửa ruộng vườn tức là đền trạch của bản thân có thể được thừa kế từ cha mẹ cũng có mối liên hệ với các anh chị em cũng cần phải chú ý đến cung phu thê là cung vị đại biểu cho người phối ngẫu có thể biểu thị dung mạo tính tình tài năng tình huống thành tựu của người bạn đời cũng có thể dùng để xem tình trạng yêu đương và hôn nhân của mình chủ Xem quan hệ tình cảm và duyên phận giữa vợ chồng cũng đại biểu cho thái độ cùng mệnh chủ đối với người phối ngẫu, mẫu đối tượng mà mệnh chủ yêu thích. Khi quan sát cung phu thê cũng cần phải tham khảo cung đối xứng với nó là cung quan lộc, bởi vì những cái cuộc đãi đằng xã giao trong sự nghiệp cần phải có vợ chồng cùng xuất hiện, khi gặp phải những cái vấn đề sự nghiệp cũng cần phải tham khảo ý kiến của vợ chồng nên mức độ hạnh phúc của gia đình và mức độ thành công trong sự nghiệp thường có mối quan hệ nhân quả khá mật thiết. Bởi vậy à, vợ chồng có vận trợ giúp hay là như thế nào thì điều này có liên quan đến mức độ ảnh hưởng của sự nghiệp đến đời sống gia đình. Cung từ Tức đại diện cho con cái, cá tính, tư chất, học vấn, thành tựu, tình trạng sức khỏe của con cái. Suy đoán xem con cái có hiếu thuận hay không và mức độ tình cảm giữa bản thân và con cái. Do việc sinh đẻ có liên quan đến đời sống tình dục nên nhìn vào cung Tử Tức có thể đánh giá được về khả năng và đời sống tình dục của đương số. Cung Tài Bạch cung vị này dùng để phán đoán về những cái sự liên quan đến tiền tài, tài vận, khả năng quản lý tài chính, mức độ thu nhập, tình hình kinh tế của một nghìn đời người. Cung này thì cần phải kết hợp với cung đối xứng là cung phúc đức. Bởi vì một người có trở nên giàu có, phát tài hay không cũng cần phải xem người đó có phúc phận hoặc có khả năng tích phúc hay không và tâm thái làm giàu ra sao. Tài vận của một người chịu ảnh hưởng của điều kiện không gian, thời gian và vận sự nghiệp tiên thiên. Bởi vậy, khi xem về cung tài bạch thì cũng phải kết hợp với hai cung còn lại trong cung tam hợp là cung mệnh và cung quan lộc. Cung tật ách phản ánh tình trạng sức khỏe và thể chất của một người. Qua đó còn có thể suy đoán xem bộ phận nào trong cơ thể dễ mắc bệnh tật, có khả năng mắc những cái loại bệnh nào và khả năng gặp tai nạn ngoài ý muốn. Khi quan sát cung này cần phải kết hợp với cung đối diện là cung phụ mẫu. Bởi vì thể chất tiên thiên của một người phần nhiều được di truyền từ cha mẹ mình và tình hình sức khỏe của trẻ nhỏ thường có liên quan đến mức độ chăm sóc của cha mẹ mình đồng thời thì tình trạng sức khỏe của con cái lại gây ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của cha mẹ mình cung thiên di tức là dùng để suy đoán về vận xuất ngoại khả năng phát triển năng lực cá nhân và độ năng động của mỗi con người nếu muốn xem về sự lành giữ cắt hung trong việc di chuyển xuất ngoại và quan hệ đối ngoại như là du lịch di dân chuyển chỗ ở đi công tác, đi làm xa hay khả năng xã giao, phạm vi quan hệ, thay đổi ngành nghề đều tác động mạnh mẽ đối với vận mệnh. Các sao trong cung thiên chi càng yên tĩnh thì cuộc đời càng bình yên, phẳng lặng. Nếu ngược lại sẽ khó tránh khỏi buôn ba vất vả, gặp nhiều tai nạn. cung nô bộc, cung vị này là còn được gọi là cung bằng hiếu nhưng để phán đoán về mối quan hệ giữa bản thân với đồng nghiệp, bạn làm ăn cấp trên, cấp dưới, bạn bè cùng phẩm chất hay là nhân cách của những đối tượng đó và những cái ích lợi hoặc là tác hại do những cái mối quan hệ đó mang lại. Qua đó có thể gián tiếp thấy được mức độ thành công hay khả năng lãnh đạo của một người bởi vì sự ủng hộ hay phản đối của bạn bè đồng nghiệp cấp dưới có ảnh hưởng rất lớn đối với quy mô của sự nghiệp mình. Cung quan lộc thì đây còn được gọi là cung sự nghiệp hay học vấn. Cung vị này dùng để suy đoán về sự nghiệp như mức độ thành công, nghề nghiệp phù hợp, khả năng lập nghiệp, thành tích học hành, chức vị, quan hệ với cấp trên và khả năng thăng chức tuy nhiên thì khi suy đoán về cung này cần phải kết hợp với cung đối xứng là cung thu thê mặt khác để suy đoán về mức độ thành công trong sự nghiệp thì cũng cần phải kết hợp với hai cung còn lại trong tam hợp hội là cung mệnh và cung tài bạch kết quả suy đoán mới có độ chính xác cao hơn được cung điền trạch thì cung này cho biết là các thông tin về đất đai, đất cát như là bản thân có được kế thừa di sản của cha mẹ tổ tiên hay không, tình hình nhà cửa, bất động sản của bản thân ra sao, hàng xóm láng giềng có tốt xấu hay không. Đất có phong thủy tốt xấu hay không. Khi suy đoán cung điển tạch cần phải kết hợp với cung tử tức do việc sinh con để cái có liên quan đến tài sản kế thừa sau này việc à, mua bán đất bất động sản và phong thủy nhà ở cũng có liên quan mật thiết đến con cái. À, phong thủy nhà ở rất chú trọng đến à, những nhân tố về sự nghiệp, học vấn và mức độ hiếu thuận của con cái, thành tựu của con cái cũng có tác động đến tình hình nhà đất của bản thân, như là giảm hoặc tăng à, về phần đất đai, cung à, phúc đức đây là cung vị này phản ánh về sự hưởng thụ tinh thần và hoạt động tư tưởng của mệnh tạo và cả phúc khí của tổ tiên từ đó có thể biết được sở thích nhân phẩm cao hay thấp cũng có thể luận đoán mệnh tạo thuộc mẫu người nào đương số có được hưởng phúc khí tổ tiên để lại hay có phải gánh chịu nghiệp cảnh nào không từ cung phúc đức Cung phù mẫu thì cho biết về gia cảnh địa vị của cha mẹ cũng như mức độ sâu sắc trong tình cảm với cha mẹ bản thân có hợp với cha mẹ hay không có nhận được phúc đức của cải của cha mẹ hay không à, có được các bậc trưởng bối trong gia tộc giúp đỡ hay không đồng thời cũng biết được tính cách tình trạng sức khỏe và mức độ thành công của cha mẹ ngoài ra thì trong nhân tướng học cũng có khái niệm về 12 cung trong tướng mặt Bạn nên đọc để có thể vận dụng kết hợp trong uh, dự trắc uh, luận giải vận mệnh con người. À, quý vị có thể tham khảo thêm uh, nội dung này tại kênh uh, YouTube Nhân tướng học cũng là một cái kênh thuộc uh, hệ thống kênh của Tử Vi Ông Đồ chúng tôi. À, đến đây Tử Vi Ông Đồ cũng xin được tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị trong những số tiếp sau. À, xin cảm ơn uh, quý vị.